Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 19 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Cụm thi đua số 5 Bộ Công an triển khai phong trào vì an ninh Tổ quốc tại Hưng Yên. Bệnh nhân nhập viện tăng do ảnh hưởng thời tiết nồm ẩm. Doanh nghiệp trong khu công nghiệp dệt may Phố Nối xả thải gây ô nhiễm môi trường. Cảnh báo đường trơn trượt gây tai nạn giao thông. Chiều nay tại trụ sở Công an tỉnh Hưng Yên, cụm thi đua số 5 Bộ Công an gồm các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Hải Dương triển khai phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo công an các tỉnh thuộc cụm thi đua số 5. Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Huy đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên tích cực chủ động phối hợp với công an các tỉnh trong cụm thi đua số 5 đẩy mạnh phong trào thi đua của cụm, thúc đẩy việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng công an các đơn vị trong cụm thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số 12 NQ-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị. Năm 2024, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của cụm thi đua số 5 tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, phòng chống tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn lành mạnh, đảm bảo kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, 100% số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý với tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 75% và án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao uy tín, xây dựng hình ảnh đẹp hơn về người công an cách mạng, trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước, của địa phương. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào việc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh với hơn 2.600 tổ tiết kiệm và vay vốn. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đang triển khai 13 chương trình tín dụng chính sách như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh, sinh viên còn cảnh khó khăn, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tổng nguồn vốn tín dụng đến ngày 9 tháng 2 năm 2024 đạt trên 4.200 tỷ đồng, tăng trên 100 tỷ đồng, tăng 2,6% so với ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thời tiết nồm ẩm kéo dài và nhiệt độ thay đổi thất thường trong những ngày qua khiến người dân nhập viện điều trị các bệnh về đường hô hấp gia tăng. Tại Bệnh viện Phổi Hưng Yên, số lượng bệnh nhân lên tới trên 170 người, tăng khoảng 20% so với mức trung bình các tháng. Bệnh nhân nhập viện chủ yếu do khó thở, suy hô hấp, được chẩn đoán mắc các bệnh như viêm phổi, phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, giãn phế quản. Các bác sĩ cho biết, thời tiết nồm ẩm, độ ẩm tăng cao là điều kiện thuận lợi để virus vi khuẩn nấm mốc ký sinh trùng phát triển. Nhiều bệnh nhân bệnh phổi mãn tính với nền sức khỏe kém, cộng với yếu tố môi trường bất thuận khiến nguy cơ bội nhiễm gia tăng, cũng như kích thích các đợt cấp tính bệnh phổi xuất hiện trở lại. Một số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện cũng xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng hơn khi thời tiết và nhiệt độ thay đổi đột ngột. Và với cái độ ẩm như mấy ngày trở lại đây thì kể cả những bệnh nhân đang nằm viện ở đây. Thế nhưng mà nếu mà bệnh nhân không tuân thủ theo cái phác đồ hướng dẫn của bác sĩ thì cái triệu chứng vẫn có thể là gia tăng. Vì nhiều khi thời tiết như này nhưng chúng ta mở hết cửa ra xong rồi là đêm hôm chúng ta đi vệ sinh thì chúng ta lại đi ra ngoài chẳng hạn. Hãy hút điếu thuốc hoặc là chúng ta thay đổi cái môi trường đột ngột từ phòng ra ngoài nó gây ra cái tình trạng là mặc dù có thể là vẫn đang nằm ở đây nhưng mà các cái triệu chứng thì đỡ rồi xong lại có một cái đợt cấp tiếp trở lại. Để phòng tránh các biến chứng và thay đổi bất thường có thể xảy ra trong thời tiết hiện nay, người cao tuổi có các bệnh lý mãn tính nên sử dụng thuốc đều đặn, giữ ấm cơ thể và chú ý về chế độ dinh dưỡng hàng ngày, đảm bảo vệ sinh môi trường sống. Nên duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, ngủ đúng giờ và đủ giấc, kịp thời thăm khám và điều trị khi xuất hiện triệu chứng bệnh. Thưa quý vị và các bạn,
Qua đường dây nóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, nhận được thông tin của một số hộ dân phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào về tình trạng xả thải nước ô nhiễm ra môi trường. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạn dệt nhuộm Gia San Việt Nam vào lúc 14 giờ chiều ngày 18 tháng 3. Ngay sau khi phát hiện sự có mặt của nhóm phóng viên, công nhân của công ty đã khóa van, đậy nắp các miệng cống để ngăn cho dòng nước bẩn không ồ ạt tràn ra ngoài. Còn đây là cảnh tượng khi chúng tôi quay trở lại, lượng lớn nước thải từ công ty lại tiếp tục được xả thải trực tiếp ra môi trường. Theo bảo vệ của công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối, việc xả thải trên đã diễn ra trước thời điểm chúng tôi có mặt gần 2 giờ đồng hồ và đã báo cáo sự việc trên theo trách nhiệm nhưng chưa được ngăn chặn và khắc phục kịp thời. Hiện tôi cái thời điểm anh báo cáo đến lúc mà chúng tôi ghi này là bao lâu rồi? Khoảng độ tầm 2-2 tiếng. Nhóm phóng viên đã liên hệ để gặp đại diện của công ty qua phòng bảo vệ nhưng không được, mà chỉ thấy một lúc sau, đoàn công tác của phòng quản lý tài nguyên và môi trường thuộc ban quản lý dự án tỉnh Hưng Yên cùng đại diện phòng tài nguyên và môi trường thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ đang làm việc với đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dệt nhuộm Gia San Việt Nam về nội dung trên. Chúng tôi đã đề nghị được làm việc nhưng đã không được các đơn vị phối hợp. Và chỉ khi đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên có mặt, do chúng tôi đã thông tin về tình hình xả thải của công ty trước đó thì nhóm phóng viên mới được tác nghiệp cùng. Tuy nhiên, nội dung biên bản làm việc giữa các bên làm việc không cung cấp cho báo chí, trong khi chúng tôi đề nghị được cung cấp trực tiếp cũng như liên hệ với lãnh đạo của đơn vị trưởng đoàn công tác của buổi làm việc là Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Làm việc với đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên về kiểm tra lấy mẫu và hướng dẫn khắc phục hậu quả cùng đại diện công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối, thì điều bất ngờ hơn, việc xả thải của công ty trách nhiệm hữu hạn dệt nhuộm Gia San Việt Nam không chỉ xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra đường thoát nước của khu công nghiệp, mà trong quá trình xả thải vào hệ thống thu gom xử lý nước thải, thì nhà máy xử lý nước thải số 2 của khu công nghiệp lại đang trong quá trình xin cấp giấy phép vận hành thử nghiệm. Đáng nói hơn nữa, qua ghi nhận lượng lớn nước thải được tập trung về đây đã không được xử lý lại được xả trực tiếp ra kênh Trần Thành Ngọ thuộc địa bàn phường Dị Sử rồi đổ thẳng ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Nhà máy này thì đang đợi được cấp phép sẽ hoạt động vận hành thử nhưng mà đang trong quá trình xây xin giấy phép. Chưa hoạt động. Chưa xả thải. Xin hỏi anh cái này, cái nước thải từ công ty kia bây giờ nó chảy ra đây thì làm thế nào? Nước thải là sự cố, thật ra cũng là công ty không muốn, một số công ty có thể là người ta chẳng may người ta đưa ra mà bên tôi cũng chưa kiểm soát được. Chưa kiểm soát được. Thế bây giờ cái nước mà lại chảy ra khu ngoài kia ấy, ngoài kênh mương của kênh Dị Sử kia thì đến cái trách nhiệm của mình như nào? Bên tôi đang mai là sẽ đặt cửa file và sẽ đưa hết về hồ sơ. Thế từ giờ khi đồng chí tôi biết là từ giờ đến ngày mai mà cái lượng nước này mà nó chảy ra thì phải phụ kiếp như nào? Mẫu gây ô nhiễm như nào? Thì lượng nước thì công ty cố gắng khắc phục thôi. Tầm khoảng 2 tuần nay là nó dâng lên gần với mặt đường và nó có hiện tượng như kiểu bốc khói, như kiểu là một làn sương ấy. Đặc biệt là mùi hôi thối rất là nhiều, nồng nặc. Hưng Yên hiện có hơn 15.000 doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp nào cũng thiếu trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với cộng đồng, vi phạm pháp luật môi trường như công ty trách nhiệm hữu hạn dệt nhuộm Gia San Việt Nam như vậy, thì có biết bao diện tích cây trồng bị ô nhiễm, sông Bắc Hưng Hải đang oằn mình vì nước bốc mùi và đen nồng nặc. Mặc dù các cơ quan đơn vị chức năng đã vào cuộc ngay cuối giờ chiều ngày 18 tháng 3, nhưng qua ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, trong buổi sáng ngày 19 tháng 3, tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý từ công ty trách nhiệm hữu hạn dệt nhuộm Gia San Việt Nam ra hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp dệt may Phố Nối B vẫn tái diễn, chưa được ngăn chặn triệt để, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực. Gần 10 giờ sáng nay, ngày 19 tháng 3, tại cổng công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Gia San Việt Nam, mặc dù đơn vị trên đã lấy các tấm gỗ và gạch vỡ để ngăn nước thải chưa qua xử lý từ hệ thống thu gom xử lý nước thải tràn ra cống thoát nước mưa chung của khu công nghiệp. Buổi sáng sớm nay tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, nước từ kênh Trần Thành Ngọ dâng lên bốc mùi hôi thối, tràn ngập tại các tổ dân phố, dừng, thợ, xài, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống dân cư. Sáng ra tôi dậy, tôi bước chân xuống đường thì nó nước một ống chân nước,
mùi hôi thối không thể chịu được. Thì bây giờ đề nghị là môi trường giải quyết thế nào cho nó nhanh thoát nước đi, cho dân khỏi ngửi mùi hôi thối nhiễm bệnh. Đến gần 10 giờ 30 phút, nước thải từ các kênh mương xung quanh và các khu dân cư vẫn chưa rút hết, để lại màu đen kịt, hôi thối, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. Theo người dân địa phương, tình trạng trên diễn ra chủ yếu vào các ngày trời đổ mưa. Như sáng nay mưa là nó sẽ ngập đến tận cái khu này trên này của em luôn này. Bây giờ sáng là mưa là nó rút đi rồi thì mưa nó chỉ còn như từng này thôi. Tất cả nó ngập từ trên kia, nó ngập lên tận đấy luôn, mà nước rất là đen. Ở trên này nó từ khu nghiệp nó chảy thải xuống. Cán bộ, đảng viên, nhân dân đều có kiến nghị, nhưng mà cũng đã nhiều lần các đồng chí giải thích là đã cho cơ quan chuyên môn đi kiểm tra thực tế ở các nhà máy, cũng đã nhắc nhở và cũng đã có hình thức xử phạt. Thế nhưng mà đến bây giờ thì nói chung là chưa đảm bảo được cái vấn đề môi trường vì vẫn còn nhấn nút xả ra ngoài. Sau khi có cái thông tin của nhân dân thì ngay từ sáng sớm ngày hôm nay đã cho cán bộ ra kiểm tra lại cái việc đó, và cái việc là cái kênh nó bị ô nhiễm do các cái nước thải của các doanh nghiệp là nó có. Thế và chúng tôi thì dưới góc độ quản lý nhà nước và địa phương thì cũng rất là mong muốn là các cơ quan chức năng rồi là các cái doanh nghiệp làm sao mà trong cái quá trình phát triển kinh tế thì phải đặc biệt lưu ý đến cái vấn đề là đảm bảo được cái vấn đề vệ sinh môi trường để giảm thiểu tối đa cái tác động ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Kênh Trần Thành Ngọ chảy qua nhiều khu dân cư ở phường Dị Sử, đặc biệt ngay sát trường học và trạm y tế phường. Những ngày qua, lượng nước thải đổ ra ngày càng nhiều, chủ yếu là nước thải từ doanh nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của nhân dân. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, sự việc trên là từ công ty trách nhiệm hữu hạn dệt nhuộm Gia San Việt Nam nằm trong khu công nghiệp dệt may Phố Nối B. Để khắc phục tình trạng trên, chiều nay ngày 19 tháng 3, tại văn phòng khu công nghiệp dệt may Phố Nối, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan để xem xét phương án xử lý, khắc phục sự cố nêu trên. Nội dung buổi làm việc chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo. Khoảng một tuần nay, nước sông Cửu An chảy qua địa bàn huyện Kim Động chuyển màu đen, bốc mùi hôi nồng nặc, làm đảo lộn đời sống của hàng trăm người dân sống hai bên bờ sông. Nằm sát bờ sông Cửu An, quán bán hàng nhỏ này của gia đình anh Quyết ở thôn Đậu Xá, thị trấn Lương Bằng, cả tuần nay không có khách. Không ai dám đến quán là bởi nước sông Cửu An ô nhiễm nghiêm trọng và bốc mùi hôi thối. Để đảm bảo sức khỏe cho hai con nhỏ, anh Quyết đành phải gửi con về ông bà ngoại. Mùi thế này thì ai người ta ngồi được. Tình trạng ô nhiễm ở sông này là khoảng 4-5 ngày hôm nay rồi anh ạ. Và mùi rất là khó chịu. Đấy, ở nhà lúc nào cũng đeo khẩu trang này. Nói chung là nhà hai vợ chồng trẻ có các cháu nhỏ ở đây nó rất là ảnh hưởng sức khỏe. Theo phản ánh của người dân, tình trạng nước sông ô nhiễm đã diễn ra từ nhiều năm nay, thường xuyên trở thành nỗi ám ảnh của người dân thị trấn Lương Bằng, xã Vũ Xá. Và đây là đợt ô nhiễm đầu tiên của năm 2024. Đoạn sông dài khoảng 5 km chảy qua các khu vực này có màu đen kịt, nổi váng, sủi bọt và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Những hộ dân sống ven sông luôn đóng kín cửa cả ngày lẫn đêm. Khi như vậy là đổ ải thì chưa có cái vấn đề này, nhưng sau khi bà con cấy, tức là gieo mạ xong ấy, thì lập tức là có cái trường hợp như này. Hiện tại anh em mình đứng đây là cũng thấy cái mùi rất khó chịu rồi. Từ cái chỗ nào thì chúng tôi cũng không thể biết được. Cái này nó lặp đi lặp lại nhiều lần rồi. Khoảng 2 năm trở lại đây, tình trạng sông Cửu An ô nhiễm diễn ra ngày càng trầm trọng. Đỉnh điểm là về mùa hanh khô, nước luôn trong tình trạng đen đặc, không thể sử dụng để phục vụ sản xuất. Trước thực trạng ô nhiễm sông Cửu An, người dân rất lo lắng về chất lượng nguồn nước cung cấp cho nhà máy để phục vụ sinh hoạt. Cùng với sông Cửu An, hiện nay các sông trục trong hệ thống sông Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đều trong tình trạng ô nhiễm ở mức báo động đỏ. Nguyên nhân được xác định phần lớn là do nước thải từ các nhà máy, doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi và nước thải sinh hoạt xả trực tiếp với lưu lượng lớn. Theo đó, nước trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải nhiều đoạn bị chuyển sang màu đen, bốc mùi hôi thối. Tại một số cửa cống, nước sủi bọt trắng kết thành khối lớn. Thời tiết những ngày qua có mưa nồm kéo dài, làm cho đường trơn trượt, tầm nhìn giảm sút, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân, từ đó tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là ở các đoạn tuyến đang triển khai thi công, chưa hoàn thiện hệ thống biển báo hạ tầng. Tại tuyến đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu Rẽ Ninh Bình, ngày 18 tháng 3 đã xảy ra vụ tự nạn khiến cho một người tử vong.
Thời điểm xảy ra vụ việc có mưa nhỏ, mặt đường ướt khiến cho các phương tiện mất độ ma sát bám đường, trơn trượt, khó kiểm soát, dễ bị mất lái. Hiện nay tuyến đường này đang trong quá trình thi công giai đoạn 2 với nhiều hạng mục về hệ thống đèn tín hiệu, biển báo tốc độ, cảnh báo các tình huống chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, thời tiết xấu, có mưa và sương mù khiến cho người lái xe khó quan sát hơn, tiềm ẩn các nguy cơ cao xảy ra tai nạn, đòi hỏi người dân khi đi qua khu vực này cần lưu ý giảm tốc độ, tuân thủ các biện pháp lái xe an toàn. Nếu mà để tránh tình trạng mà xảy ra tai nạn giao thông thì các phương tiện liên quan đến ô tô hay là mô tô ấy, thì cần lưu ý, thứ nhất là mình phải đi giữ đúng khoảng cách an toàn, thứ hai là đi đúng tốc độ quy định, thứ ba là đi đúng phần đường là đường quy định. Chúng tôi cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền bằng hình thức là vừa tuần tra kiểm soát vừa phát loa để cho mọi người tham gia giao thông để chú ý hơn trong cái quá trình tham gia giao thông, rồi tích cực đảm bảo bám tuyến 24/24 để xử lý những cái vi phạm, những cái lỗi vi phạm là nguyên nhân chính để gây ra tai nạn giao thông, với cái phương châm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong ngày 18 tháng 3 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên liên tiếp xảy ra hai vụ cháy xe ô tô khi đang lưu thông trên đường. Qua đây cho thấy việc đảm bảo các an toàn kỹ thuật trước mỗi hành trình là một trong những yếu tố giúp phòng chống cháy nổ trong quá trình ô tô lưu thông. Vào khoảng 11 giờ ngày 18 tháng 3, xe ô tô do lái xe quê tỉnh Hà Tĩnh điều khiển đang lưu thông trên đường DH64 thuộc địa bàn thôn 5, xã Hà Lễ, huyện Ân Thi thì bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy đã khiến xe ô tô tải thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại khoảng 700 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người. Khoảng 22 giờ cùng ngày, tại trục đường DH376 đoạn qua xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, một xe ô tô tải đang lưu thông trên đường bỗng nhiên bốc cháy. Rất may người dân đã kịp thời hỗ trợ lái xe dập tắt đám cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nhỏ về tài sản. Mỗi di tích văn hóa đều chứa đựng những ý nghĩa lịch sử, và ở đó chúng ta thấy được truyền thống hào hùng, tốt đẹp của ông cha, thấy được những nét văn hóa đặc trưng, độc đáo của địa phương qua các thời kỳ. Dưới sự tác động của thời gian, môi trường, các di tích không tránh khỏi sự hư hại, xuống cấp. Chính vì vậy, sự chung tay của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, mà đặc biệt là người dân trên địa bàn huyện Khoái Châu, góp phần quan trọng trong công tác trùng tu, tồn tạo các di tích. Đền Hàm Tử, hay còn gọi là Đền Tam Thánh Đồng Hóa, thờ ba vị thánh họ Trần là Trần Phúc, Trần Nghiêm và Trần Quang. Đền gắn liền với hai huyền tích các thời kỳ vua Lý Nhân Tông năm Giáp Thân 1104 và Trần Nhân Tông vào năm Ất Dậu 1285. Ba vị thánh đã giúp vua đánh thắng quân xâm lược, giữ nguyên bờ cõi nước Nam. Năm 1992, đền được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Trải qua thăng trầm của thời gian, các hạng mục của đền đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2023, từ nguồn kinh phí hơn 10 tỷ đồng từ cấp trên hỗ trợ và hơn 4 tỷ đồng xã hội hóa, xã Hàm Tử đã tiến hành trùng tu, tôn tạo lại di tích. Chúng tôi bỏ ra rất là nhiều công và cũng có cả của để đóng góp xây dựng lại cho khang trang, để sau này để giữ lại cái nơi thờ tự và để cho du khách thập phương ta về ta hiểu được cái lịch sử. Đền thì dân xây dựng rất nhiều, người thì 5 vạn gạch, người 3 vạn gạch ra làm để cùng mấy nị nhà nước cùng lo cùng làm. Tiến tới thì địa phương tiếp tục sẽ quy hoạch lại toàn bộ khuôn viên để cho du khách thập phương đến tham quan, thúc đẩy cái kinh tế xã hội của địa phương ngày một phát triển. Văn Chỉ Bình Dân, xã Tân Dân là di tích lịch sử văn hóa gồm các mảng kiến trúc đặc sắc ở tòa Đại Bái với chủ đề hoa lá cách điệu. Đây là nơi ghi danh những vị đại khoa của huyện Đông Yên, phủ Khoái Châu và cũng là đại bản doanh của phong trào khởi nghĩa Bãi Sậy trong thời kỳ đầu chống Pháp. Năm 2023, di tích được cấp trên hỗ trợ kinh phí gần 20 tỷ đồng để trùng tu. Quá trình tu sửa văn chỉ đảm bảo giữ nguyên những nét giá trị kiến trúc văn hóa. Công tác trùng tu tôn tạo di tích cũng từ đó nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân. Dân chúng tôi rất phấn khởi và nhiệt tình để mà tham gia đóng góp cùng với nhà nước để mà xây dựng lên cái công trình này để cho muôn đời con cháu mai sau được thừa hưởng. Gói thầu tu bổ tôn tạo di tích Bình Văn Chỉ Bình Dân thì đã thi công theo hồ sơ thiết kế được duyệt, theo nguyên tắc bảo tồn các kiến trúc, các giá trị gốc và giá trị của công trình đình làng Việt cổ. Đến nay, toàn huyện Khoái Châu đã đầu tư gần 70 tỷ đồng từ các nguồn phục vụ công tác tu bổ trùng tu và tôn tạo các di tích. Năm 2023, huyện đón trên 150.000 lượt khách du lịch về tham quan, chiêm bái với tổng doanh thu đạt trên 17 tỷ đồng.
Huyện Khoái Châu có 56 di tích được xếp hạng, trong đó có 27 di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Đây là những di sản minh chứng quan trọng về lịch sử, thể hiện nét đặc trưng về văn hóa của mỗi địa phương. Vì vậy, việc quan tâm trùng tu các di tích được các địa phương đặt lên hàng đầu nhằm phát huy những giá trị di sản, hướng đến phát triển và hình thành những sản phẩm du lịch vô giá của mỗi địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.